Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Okake. Dự án này là một dự án râu mới nhá mọi nhá, râu mới đấy, không phải là râu một đâu, đây là râu 2, râu 3 gì đấy. Để tham gia dự án này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó mình làm các nhiệm vụ yêu cầu nhá. Dự án này nó sẽ có một cái ví riêng mọi nhá. Râu một mình cũng có hướng dẫn mọi người làm và có là tải ví đúng không ạ? Bây giờ mọi người sẽ bấm vào bắt đầu cho mình này. Ok, sau khi vào đây thì mọi người sẽ bấm bắt đầu mình. Rồi, tiếp theo bấm continue, sau đấy mọi người nhập các cái mã captcha cho mình nhé. Sai. Ok. Tiếp theo mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình. Nhiệm vụ đầu tiên là mọi người sẽ join vào kênh group Telegram, sau đó join vào kênh channel Telegram. Bấm tham gia cho mình. Ok. Quay trở lại. Join vào kênh channel Telegram. Bấm tham gia. Ok. Rồi quay trở lại. Tiếp theo follow Twitter Library Tweet là kênh Twitter cho mình nhé. Ở đây vừa bấm theo dõi này. Ở đây thì mình đã theo dõi rồi. Ở đây rau mùa rau 2 nhé mọi người, bấm thích này. Quay trở lại, bấm thích này, sau đó retweet này, bấm thích tweet lại này. Sau đấy mọi người quay trở lại bot này. Sau khi quay vào đây thì mọi người sẽ bấm vào chỗ này cho mình nhá, AOK để mọi người tải ví về mọi người nhé, mọi người cài đặt ví cho mình đấy. Cái bước cài đặt ví mình thì không hướng dẫn mọi người nhé, mọi người tự cài đặt nhé, bấm vào đây cài đặt đơn giản thôi. Rồi sau đấy mọi người sẽ bấm đôn cho mình. Rồi tiếp theo nó hỏi mọi người join vào kênh channel chưa, mà kiểm tra lại đã join thì bấm đôn cho mình nhé. Ok, tiếp theo nhập username tài khoản Telegram mọi người vào. Rồi tiếp đến là follow Instagram, sau đấy mọi người sẽ nhập sau đấy bấm đôn nhé, follow kênh Instagram này. Ở đây mà bấm theo dõi cho mình. Rồi sau đó quay trở lại. Ngoài sẽ bấm đôn cho mình nhé. Ok. Nhập username tài khoản Telegram, Instagram mọi người vào. Nhớ là A còng viết đầu tiên nhé. Ok. Rồi. Sau đấy là nó hỏi mọi người join vào kênh channel này chưa. Thì kiểm tra lại, nếu join rồi thì mọi người sẽ bấm đôn. Ok, đây là địa chỉ ví nhé. Ở đây nó bảo là nó sẽ có ví này, nó sẽ có ở trên App Store này và cửa hàng Shop Play này, thì mọi người sẽ tải về, sau đấy mọi người sẽ copy địa chỉ ví, mọi người gửi vào đây cho mình nhé. Ở đây thì mình đã có địa chỉ ví rồi, thì mình sẽ lấy địa chỉ ví luôn. Đây thì nó sẽ có ví như thế này mọi nhé, ví của nó như thế này. Đây AOK Wallet nhé. Sau khi vào đây thì mọi người sẽ bấm mật khẩu lên. Rồi sau đấy mọi người sẽ bấm vào phần deposit này của nó đây nhá, wallet này. Deposit này. Mọi người sao chép cái địa chỉ ví này cho mình. Ok. Sau đấy mọi người sẽ gửi vào đây cho mình nhá. Sau đấy mọi người sẽ gửi vào đây cho mình. Ok. Như vậy đã xong. Ở đây mọi người sẽ có link web mình chia sẻ bạn bè người thân. Ở đây số dư nó sẽ cập nhật trong vòng 6 giờ mọi người nhé. Ok, như vậy mình hướng dẫn mọi người dự án rau 3 nhận token AOK, một token ví mọi người nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.